sao mà vui quá. Trong lòng ta thấy vui vui quá. Trời ơi hôm nay trong lòng ta thấy vui mà sao không có ai chơi với ta hết vậy kìa. Phi tần mỹ nữ đâu hết rồi? Quậy quậy quậy. Dạ. Dạ. Con đâu rồi? Quy quy. Dạ ơi, con đây. Đâu rồi? Quá thắc đỡ cho lên. Dạ. À, rồi rồi. Dạ. Ngày hôm nay thì trong lòng ta thấy vui, thấy sao mà vui quá. Dạ. Vui cho nên là ta muốn rủ các con ra chơi với ta. Dạ, bây giờ Hoàng thấy không muốn chơi gì con chơi với người. À, một mình con chơi thì không đủ đâu ta. Dạ. Bây giờ trong cung này còn ai đang quẩn con ngủ ở đây chơi với ta? Dạ, còn Lan Quý Phi thì đã có bầu nhưng mà con nghĩ chắc cũng quẩn đó. À, có bầu chơi cho dễ đẻ. Dạ. Ta truyền Lan Quý Phi. Truyền Lan Quý Phi. Dạ. Thần thiết quá à. Dạ, thần thiếp là Lan Quý Phi, xin ra mắt Thái Hoàng Thái Hậu. Lan Quý Phi. Dạ. Ngươi có gì ăn ngon mà tại sao giấu trong bụng không cho ta ăn? Trời ơi, Thái Hoàng Thái Hậu thật là vui. Không muốn ăn. Thôi mà, Thái Hoàng Thái Hậu, Lan Quý Phi đang mang thai mà. Đó là long thai đó, Thái Hoàng Thái Hậu quên rồi hả? À, đó là long thai à? Dạ, dạ đúng rồi. Nhìn ta tưởng nó giấu trái long nhãn trong bụng. Trời, long nhãn à, Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu nói đây là thanh long nó còn hợp lý hơn. Trời, nhỏ nói gì mắc cười vậy? Dạ, Thái Hoàng Thái Hậu, con nói cho người nghe nè. Thật ra lúc mà con có thai, Thái Hoàng Thái Hậu dặn con làm gì cũng mắc cười hết, nói gì cũng phải cười hết. Nhưng gì đó Thái Hoàng Thái Hậu thấy vui không? Không. Có đâu vui. Ủa sao không vui? Vui không? Tôi chạy cười cho ngươi vui. Là cháu của ta. Dạ. Sờ vô cháu ta. Dạ sờ ạ. À. Dạ sờ. Sao mà ngồi dậy sao ta sờ? Vậy giờ phải nằm hả? Cha cả! Lan Quý Phi! Dạ. Tại sao đứng trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu mà ngươi dám nằm ngủ như vậy hả? Dạ đâu có đâu, con đâu có nằm ngủ đâu. Ai kêu nó nằm vậy? Dạ, tại vì thiếp ấy muốn nằm ra để cho Thái Hoàng Thái Hậu có thể sờ được long thai. Sờ thì ta đứng đây ta vẫn sờ được mà. À, Nó đạp ta đó. Ta thích. Cháu ta rất là khỏe mạnh. Thôi được rồi. À, đứng lên đi. Dạ. Ta miễn lễ ngươi ơi bình thôi. Mời các con ngồi. Dạ. Con ngồi đây được rồi ạ. À. Bây giờ có lên ghế rồi hay không? Dạ có. Con... Trời ơi. Con nhận ở ngoài sảnh này mát ghê á người ơi. Quệ Quý Phi. Dạ. Con giỡn mặt với ta đó. Dạ không, Thái Hoàng Thái Hậu. Đó là tư thế gì? Đây là tư thế ngồi cố định bằng chân. Trò chơi không ngồi chỉ đứng. Dạ. Đây là trò chơi ta đã bày ra cho các con chơi. Cái này là cái gì vậy Thái Hoàng Thái Hậu? Giống như các con đã biết, trái giải thì gọi là... Dạ lệ chi. Đúng như vậy. Còn trái này có tên là lệ minh. Lệ minh? Ủa lệ minh là lệ sao minh vậy? Lệ minh là sao vậy Thái Hoàng Thái Hậu? Lệ minh là ở trong cung ta gọi. Dạ. Còn ở bên ngoại bang người ta gọi đây là trái lê minh. Dạ. Mấy chị ngoài chợ gọi là trái chanh đó. Mỗi đứa chắc phải ba trái à. Ừ. Ôi. Ngon dữ lắm. Ủa nhưng mà nếu không ăn thì sao hả người ơi? Kim ăn ơi. Dạ, con thấy trái này nó xanh mộng nè. Con mời Thái Hoàng Thái Hậu. Cha cả. Đây là cống phẩm của nước láng giềng.
đức ta để dành cho các con. Các con chê bai vườn qua vườn lại như vậy, khác nào là khinh khi ta. Dạ không có đâu. Dạ không có đâu. Thái hoàng thái hậu ngu giận, tụi con chỉ muốn nhường cho người thôi. Nếu dạ không người cần. Không ăn thì tụi con nuốt trọng cho người coi. Dạ ăn đi. Nếu mà mùi mùi đã nói vậy rồi, mời mùi mùi ăn đi. Người hãy nhìn đây. Con đã nuốt trọng rồi. Dài chưa gặp dạ, rồi. Dạ. Ngon không? Dạ dạ. Quế Quế Phi. Dạ dạ. Dạ thân thiếp. Tại sao vậy? Tại sao con lại phun mưa nhả ngọc vô mặt ta? Không có đâu. Tại cái trái này á, đặc thù của nó là khi mình ăn vào á thì tự nhiên mưa nó phúng ra rồi. Ta giận rồi. Vậy thì ta không chơi với các con nữa. Ta vô trong bé như hoàng thượng. Ta nói là các con không thương nó. Nó thấy bây giờ nằm hay đứng? Dạ con đứng. Dắt ta đi vô ta không chơi với các con. Dạ rồi, dạ rồi. Ta chán lắm rồi. Đừng có như vậy, thôi để con dẫn đường rồi. Không, ta không thích con. La Quý Phi. Dạ. Dìu ta vào trong. Dạ. Trời, tự nhiên cái thai nó làm con mệt quá. Thôi nè, không sao cả. Bây giờ con có gì điều tra đâu. Không ta giận nữa bây giờ. Dìu ta vô. Để con dìu dạ. Người vô. Đưa cho ta cây phương trượng. Đây. Dạ. Đây con dìu người vô. Dìu ta vô. Người đi như vậy cho khỏe. Thiệt là chịu hết nổi cái mụ già này chứ. Thêm cái con La Quý Phi nữa, ý được sủng ái rồi muốn làm này làm nọ, hỗn láo trước mặt hoàng thái hậu không bị nói một lời nào. Quỳnh Thế Y, vào đây. Chào Huệ Quý Phi. Thôi khỏi đi, khỏi đi. Okay. Dẹp đi, dẹp đi, khỏi kêu tên rồi. Quý Phi không cảm già rồi sức yếu. Cho thằng đứng lên. À, ta nói cho người nghe. À, trời ơi. Cứ làm gì vậy? Già yếu. Cho nên là quỳ một hồi cái chân nó mỏi phải nằm. Thôi được rồi. Ta nổi tiếng là Quý Phi thân thiện mà. Dạ. Nên ta nằm với ngươi. Ông dưng có một làn gió khiến ta khỏe hẳn ra. Mùa xuân tới rồi. Trời nè. Ơi, khớp gối đau rồi. Quỳnh Thế Y. Dạ. Bây giờ nói vào chuyện quan trọng đi. Nè. Cái chuyện mà Lan Quý Phi á, ta đã nói với ngươi rất là nhiều lần rồi, là phải cho con để Lan Quý Phi uống để hư thai. Mà tại sao ta lại thấy cái bụng của nó càng ngày càng bự ra? Trời ơi. Hư thai. Trời ơi. Trời ơi, tại sao lại có thể như vậy được? Ngươi làm sao vậy hả? Trời ơi. Nè. Tại sao có thể? Ngươi bị cái gì vậy hả? Không thể nào như Quỳnh vậy. Thế Y. Tại sao như ngươi vậy? Ngươi có thể ngồi yên không? Nè. Ngươi sao vậy hả? Thần bị hoảng loạn. Tại sao lại có thể hại một cái thai nhi như vậy được à? Nè. Có thể nhỏ tiếng được không hả? Dạ. Có thể nhỏ tiếng được không? Dạ, dạ nhỏ. Cái thai đó nó chưa đẻ ra, mắc gì mình không hại nó được hả? Vậy là phải hại trong trứng nước. Đúng vậy. Tại sao phải hại trong trứng mình nước? Phải giết nó. Giết nó để nó không được sinh ra, hiểu không? Trời ơi, nghe mà rã rời tay chân. Bởi mới nói ngươi phải làm cho bằng được để hoàng thượng chỉ còn sủng ái một mình ta thôi. À, thì ra là như vậy. Nhưng mà chuyện này cũng rất là tại trời, nên thần phải
phải xin thật nhiều thời gian để suy nghĩ là có nên làm hay không. Ta cũng thừa biết chuyện này là chuyện ác, cho nên ta sẽ cho ngươi thêm thời gian suy nghĩ kỹ đi. Khi nào có câu trả lời thì nói với ta. Dạ thần đồng ý. Ủa sao vậy? Tại sao người lại quỳ trước mặt thần không được như vậy người ơi? Bỗng dưng ta cảm thấy ta chờ đợi ta mệt mỏi quá. Quỳnh Quý Phi. Ủa vậy? Hả? Gì người nói gì? Mệt quá. Quỳnh, ta gọi lộn. Quỳnh Thái Y. Dạ. Quỳnh Thái Y à? Nhưng mà ta còn đang nghi ngờ một chuyện. Nhà ngươi buôn thuốc lậu, cho nên nhà ngươi đưa thuốc cho Lan Quý Phi uống không có tác dụng. Dạ thưa nương nương tha mạng, đúng là thần có mua bán thuốc giả thật, nhưng mà thuốc phá thai là thuốc thật. Một lần nữa ta cảnh cáo nhà ngươi, nhà ngươi buôn thuốc lậu ta đã biết rất là rõ. Ngươi không giải quyết được thì ta sẽ tâu chuyện này với hoàng thượng. Thế nào ngươi cũng sẽ bay đầu, hiểu không? Dạ hiểu. Ô kìa. Lan Quý Phi. Huệ Quý Phi. Dạ thưa Lan Quý Phi, ở đây có một liều thuốc dưỡng thai, uống vào một cái là long thai sẽ khỏe mạnh, xin mời người dùng. Dùng ta đi. Dùng thuốc này ta cảm thấy ta khỏe vô cùng luôn. Nhưng sáng nay chợt ăn một trái chanh. Lan Quý Phi, ngồi sao vậy? Lan Quý Phi, sao vậy? Lan Quý Phi, người xanh chành như bộ đồ đang bận vậy. Thầy tỷ tỷ lo cho Bùi Mùi, lo quá cho nên té mệt. Dạ té mệt hả? Dạ. Lan Quý Phi ơi, thần thì cũng có tuổi rồi, đừng có chơi cái trò như vậy. Dạ. Dạ chết người như chơi nha. Dạ. Dạ xin mời người dùng cái này. Nè, nghe lời của Quỳnh Thái Y, uống cái thuốc này vào để cho long thai phát triển khỏe mạnh nha không? Ta biết rồi, uống cái này vô là long thai phát triển, con ta sẽ sớm chào đời đúng không? Dạ đúng mà. Vậy thì ta sẽ uống đây. Uống đi. Ủa, Quỳnh Thái Y. Dạ. Người cũng thích làm như vậy hả? Dạ tại vì á, là Lan Quý Phi xài cái thuốc của thần nên thần thấy thích quá nên nằm chiêm ngưỡng người dùng thuốc á mà. Được rồi, ta sẽ dùng. Ta uống vào ta cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ngồi dậy luôn ư? Nằm khỏe muốn chết. Vậy thì ta kể tội rồi nha. Quý Phi đừng làm như vậy mà. Ngươi
ơi là tay sai của Huệ Phi cho ta uống thuốc độc để thư thai. Ta nuôi nỗi đau này suốt bao nhiêu năm trời, và hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Ta sẽ cho tất cả mọi người hiểu được cái cảm giác mất đi đứa con như thế nào. Trời ơi, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu ơi, Hoàng Thái Hậu. Nó giận trong hết chưa? Giận chưa thưa Hoàng Thái Hậu? Ôi ơi, trời, giận cảm thấy mình quốc ức lắm. Thần thiết mong có một ân trên có thể xử được tên thái y kia. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Xuống Hoàng Thái Hậu ơi, xuống, xuống nữa nó đứng rồi. Ta mệt rồi, cho ta ngồi đi. Sẵn đây ta nói cho tất cả mọi người biết, ta và Thái Hoàng Thái Hậu đã làm ra cái màu giả này. Ba! Ba! Thì ra đó là cái màu giả. Nè, quỳ xuống. Tại sao, tại sao ngươi dám lừa gạt nhà vua? Bao nhiêu lâu nay ta tưởng đó là long thai, nhà vua cưng chiều nhà ngươi, bây giờ thì ra đây chỉ là cái màu giả. Thôi đi. Hả? Đủ rồi. Dạ, quá đủ rồi. Không mệt rồi. Quế Phi. Dạ. Quế Phi. Dạ. Dạ. Dạ thưa Thái Hậu. Thái Hậu bình tĩnh. Thái Hậu bớt giận. Ta không có nào bình tĩnh được nữa rồi. Làm sao bình tĩnh được? Huệ Phi, trật tự đi, trật tự đi. Loạn hết rồi, loạn hết cả lên rồi. Thái Hoàng Thái Hậu, người bớt giận đi. Tại vì thần thiếp thấy á, là Quý Phi suốt ngày hỗn láo với Thái Hoàng Thái Hậu. Ở trong đây không coi ai ra gì hết trơn. Giờ này tội của Huệ Quý Phi không thể nào bỏ qua được. Thái Hoàng Thái Hậu tha mạng. Ta sẽ thay mặt Hoàng thượng mà ban tử cho Huệ. Thái Hoàng Thái Hậu, xin người tha mạng. Buông ra. Xin người tha mạng cho thần thiếp. Tha mạng cho ả. Quý làm cái gì với Thái Y? Ngươi biết Quý đang làm gì không? Thần già rồi không còn điểm tựa, phải kiếm chỗ ngồi. Tới đây đi ta chỗ ngồi. Ta hứa. Dạ. Ngồi đi. Ừ, ngồi đi. Dạ được rồi, thần đứng được rồi ạ. À, không thể, có tội sao cho đứng. Dạ cho thôi, vô thần nằm. Quân Thái Y. Dạ. Ngươi thân là quan trong triều đình mà thông đồng với Huệ Phi Phi hãm hại long thai, dòng dõi hoàng tộc. Nay ta thay mặt hoàng thượng để ban tử cho hai người. Thái Hoàng Thái Hậu an minh. Người đừng có như vậy mà. Xin người đó hãy tha cho thần thiếp lần này, một lần này thôi. Thần thiếp không chịu. Thái Hoàng Thái Hậu, xin người đó. Đây, một dải lụa này, hai đứa tự xiết chung đi. Hãy cầm đi. Đúng vậy, hãy cầm đi. Dạ.